8 thực phẩm giúp cho các bạn kiểm soát mỡ máu ngay tại nhà. Đầu tiên là phải kể tới đấy chính là hành, hành tây hay hành ta đều được, nhưng mà hành tây thì dễ ăn hơn. Bởi vì người ta đã nghiên cứu ra rằng là trong hành tây nó có các tác dụng mà giúp cho các bạn giảm viêm này, giảm được cái triệu chứng đau nhức mỏi, cũng như là hạn chế được cái việc hấp thu chất béo vào trong cơ thể của mình. Hãy thêm món hành tây vào trong cái bữa ăn hàng ngày. Nhưng mà lưu ý rằng hành tây nó sẽ phát huy tác dụng của nó nhất khi mà nó ở trạng thái mà chưa qua chế biến. Thật ra thì nó thế thì nó sẽ hơi khó ăn hơn, đúng không? Thì các bạn sẽ có thể là ngâm nước qua đi xong rồi mà ăn dưới dạng các dạng salad ấy thì nó sẽ tốt hơn. Cái thực phẩm thứ hai mà bác sĩ Hoa muốn nhắc tới đấy chính là tỏi. Bác sĩ Hoa cũng đã có một cái video liên quan tới tỏi và nhắc tới là nó sẽ giúp cho các bạn giảm được cái hấp thu chất béo rồi, đúng không? Khi mà người ta đã nghiên cứu vào năm 2016 trên tổng hợp rất là nhiều những bệnh nhân trong 8 cái nghiên cứu lớn lần, thì người ta thấy là ngoài cái tác dụng mà giúp cho bệnh nhân hạ được cái chỉ số huyết áp nó rơi vào khoảng tầm từ 7 đến khoảng 14 mg thủy ngân, rất là nhiều đấy nhá, thì cái tỏi sẽ giúp cho chúng ta giảm được khoảng tầm 30 mg trên decilit, cái chỉ số mỡ máu cholesterol của mọi người, rất đáng để cho mọi người thử. Và mọi người có thể thêm vào trong bữa ăn của mình khoảng 1-2 tép tỏi hàng ngày thôi, không sao cả, vừa tăng sức đề kháng, vừa giảm được bớt những cái yếu tố liên quan tới tiền mãn kinh, mà lại còn giảm được mỡ máu và huyết áp nữa. Cái thực phẩm thứ ba mà bác sĩ Hoa muốn nhắc tới đấy chính là quả bơ. Sắp tới mùa hè rồi thì chúng ta hoàn toàn có thể làm sinh tố bơ, salad bơ, hoặc là cái salad bơ thì chúng ta vừa cho luôn cả hành tây vào, đúng không? Nó có cái tác dụng là giảm mọi người những cái chất béo trung tính, trong đấy có cholesterol tỷ trọng thấp là LDL, và có cả triglycerides của bơ này cũng sẽ giúp cho mọi người hạn chế hấp thu được. Cái thứ tư mà mọi người có thể thêm vào trong bữa ăn của mình đấy chính là các loại cá béo. Thì cái này quá là nổi tiếng rồi, thì cá béo nó sẽ là bổ sung những cái omega 3 thôi. Ví dụ như trong chế độ ăn của người Nhật này, người Hàn này, hoặc là chế độ ăn Địa Trung Hải, họ cho rất là nhiều cá béo vào ở bên trong đấy. Cái chế độ ăn của họ thì đa phần họ lại còn chế biến ở cái dạng mà họ ăn salad hoặc là ăn sashimi ấy, tức là ăn sống ấy, thì nó còn gần như là giữ nguyên vẹn cái omega 3 ở trong cá. Thì khi mà người ta thấy là omega 3 nó không chỉ giúp cho mọi người giảm được cái chỉ số mỡ máu, mà cái mỡ máu xấu như kiểu là LDL hay triglycerides đâu, mà nó còn làm tăng được cả HDL lên cơ. Nên là mọi người có thể bổ sung khoảng tầm 2 bữa trên một tuần là đủ rồi. Và lúc này chúng ta sẽ bổ sung là dưới dạng là ăn thực phẩm sẽ là ưu tiên số 1. Còn nếu như cái người Việt Nam của chúng ta thì đa phần cái chế độ ăn là thiên về thịt lợn nhiều hơn ấy, thì chúng ta còn hoàn toàn có thể bổ sung omega 3 được, nhưng mà ưu tiên là từ đường ăn uống là tốt nhất. Thực phẩm nữa đấy là liên quan tới các loại hạt, thì trong hạt nó cũng có omega 3 nhé các bạn. Cái này thì bác sĩ Hoa thấy là nó khá là ngon và rất dễ để có thể thực hành hàng ngày, mỗi tội là nó hơi đắt thôi. Thì trong các loại hạt giống như là cả hạt điều này, hạt hướng dương này, hạt mắc ca này, hoặc là cái hạt óc chó nhá, hạt óc chó rất là nhiều cái omega 3 trong đấy. Nhưng omega 3 ở trong các loại hạt thì nó thường là ở dưới dạng ALA, nó cũng sẽ giúp cho mọi người kiểm soát được mỡ máu và tốt cho trí não hoặc là mắt, nhưng mà cái tác dụng của nó sẽ chậm hơn, không giống như ở những cái loại mà từ động vật giống như cá béo hoặc là từ các loại hải sản ấy. Trong đông y của bác sĩ Hoa thì sẽ có một cái kinh điển để giúp cho mọi người hạ được mỡ máu, đấy chính là mướp đắng. Mọi người có thể thêm trong cái bữa ăn hàng ngày của mình là mướp đắng xào trứng này, mướp bác sĩ Hoàng có một video về nó rồi đúng không? Hoặc là mọi người có thể phơi khô hãm trà uống với những liều khoảng tầm từ 8 đến 12 gram một ngày, uống thay trà để giúp cho mình vừa hạ được mỡ máu vừa hạ được đường huyết. Và một cái nữa bác sĩ Hoa rất là hay nhắc tới đấy là chính là lá sen. Mọi người đã, lá sen là cái vị ở trong đông y được gọi là hà diệp. Nó có tác dụng giúp cho mọi người đào thải được cái chất béo ra bên ngoài và hạn chế hấp thu chất béo. Thì mọi người sẽ dùng với liều cao khoảng tầm từ 20 tới 40 gram lá khô và mọi người hãm với nước và uống thay trà hàng ngày. Như thế thì dễ làm cho cơ thể của chúng ta vừa hạ được mỡ máu và nó có tác dụng hạ áp rất là nhẹ nhàng. Cái này thì sẽ chống chỉ định đối với những ai mà huyết áp hơi thấp một chút nhá. Thì hy vọng là bác sĩ Hoa đã cung cấp cho mọi người 8 thực phẩm để giúp cho mình hạ được mỡ máu.